Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Và đúng như là tiêu đề, đây sẽ là video trên tay nhanh chiếc Canon R6 Mark II, chiếc máy mà chúng mình thích nhất trong cái thời gian trải nghiệm Canon gần đây. Và chúng mình cũng có dự định là sẽ giữ lại nó để phục vụ cho việc sản xuất nội dung ngay sau cái video này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc full frame thú vị này có những điểm gì nhé. Nếu như Canon R8 trước đó là một chiếc body nhẹ nhưng vẫn thoải mái, thì Canon R6 Mark II là một chiếc máy có kích thước to hơn và cực kỳ thoải mái với bán cầm sâu. Một lựa chọn mà mình nghĩ rằng với những người có bàn tay lớn cũng sẽ thấy rất thích. Mình là một người không thích joystick, nhưng phiên bản này chúng ta sẽ có nút joystick với thiết kế tì tay không tạo cảm giác khó chịu. Thao tác sử dụng nó khi dùng kính ngắm cũng rất tiện lợi. Ngoài ra thì giống với R8, chúng ta đã có phần nút xoay chọn chế độ quay chụp và on-off lock mới. Mỗi bên một nút, chuyển chế độ đúng là nhanh và tiện hơn. Chúng ta chỉ cần tùy ý xoay nút bên trái là xong. Màn hình to, đẹp và xoay lật là điểm không thể thiếu trên những chiếc Canon đời mới, đặc biệt là những chiếc máy hỗ trợ cả quay và chụp tốt như là R6 Mark II, thì nó rất cần thiết để chúng ta tác nghiệp ở những góc lạ hơn. Nếu dùng chiếc máy này, có lẽ bạn sẽ không phải quá lo lắng về thẻ nhớ nữa. Khi mà chúng ta có đến 2 khe thẻ, bạn sẽ giảm bớt nỗi lo bị hỏng thẻ nhớ hay là đầy thẻ đúng lúc đang cần gấp nữa. Và cuối cùng, một điểm đáng tiền trên R6 Mark II đó chính là pin. Sử dụng viên pin LPE6NH có thể chụp tới 760 tấm, nhiều hơn 510 tấm trên phiên bản R6 tiền nhiệm. Bản thân là chiếc máy thuộc top đầu của Canon, vậy nên chất lượng hình ảnh của R6 Mark II có lẽ là không cần phải bàn thêm nữa. Cảm biến cũng đã được nâng cấp lên từ 20 megapixel so với cái phiên bản đời đầu và nay là 24 megapixel. Nó không phải là một cái con số quá khủng hay là quá ấn tượng. Tuy nhiên thì 24 megapixel cũng đủ để chúng ta có thể sử dụng ở những cái tác vụ cơ bản, có thể sử dụng hình ảnh ở trên các nền tảng số hay thậm chí là phục vụ cho mục đích in ấn cũng rất là ok. Ngoài ra thì hệ màu trên R6 Mark II vẫn rất tươi và đẹp, đặc biệt là màu da, và đây cũng chính là cái điểm mạnh của hãng. Tuy nhiên thì có vẻ như là R6 Mark II cũng như là R8 dùng chung cái cảm biến thì phải. Như ở đây thì mình có chụp cả hai máy trong cùng một điều kiện không gian và ánh sáng như nhau, và mình thấy gần như không có cái khác biệt nào giữa hai cái file của nó cả. Cảm biến full frame 24 megapixel không phải là một con số quá ấn tượng, chỉ tương đương với chiếc R8 có mức giá bằng một nửa của hãng mà thôi. Và chúng cũng có chung cái bộ xử lý DirectX luôn. Nhưng ưu điểm của R6 Mark II là khả năng chụp liên tiếp 12fps với màn chụp cơ và 40fps với màn chụp điện tử, một thông số vô cùng ấn tượng và tạo cảm giác quá đã khi cầm máy. Khả năng bắt nét cũng là một điểm đáng chú ý trên R6 Mark II. Trang bị Dual Pixel CMOS AF2 không chỉ có khả năng nhận diện nhanh tất cả những chủ thể cơ bản như là người, chim, chó, mèo, xe cộ, thì nó cũng có thể nhận diện được cụ thể hơn một vài thứ, ví dụ như là xe máy thì có thể nhận diện được trên đường đua hay là trên đi đường bình thường nữa. Kết hợp với cái khả năng chụp liên tiếp 40fps thì mình nghĩ rằng những người chụp ảnh thể thao hay là săn ảnh sẽ dễ dàng nắm bắt khoảnh khắc hơn. Ngoài ra, hãng cũng có đề cập tới việc R6 Mark II có thể lấy nét tối ở không gian -6 EV và khả năng chống rung IBIS tới 8 stop. Là một cái ưu điểm mà mình nghĩ rằng người đam mê chụp ảnh đêm sẽ rất hài lòng. Mình có lang thang một vài buổi chụp hình muộn và cũng chỉ sử dụng mấy chiếc lens cơ bản có sẵn. Mọi người hãy thử xem một vài hình ảnh chụp tối này nhé. Ở đây thì bọn mình sử dụng chung với chiếc lens 24-105 f/4 LIS-USM, giống với cái ví dụ của hãng. Nó có thể đạt tới mức chống rung tốt nhất là 8 stop ở tiêu cự tối đa là 105mm. Việc có đạt được tới tối đa hay không nó sẽ tùy thuộc vào cái chiếc lens đi kèm máy của bạn nữa. Tổng thể thì chiếc máy này dùng khá là sướng, nhưng mà với cá nhân mình, trong một số trường hợp môi trường phức tạp một chút thì mình cảm giác là R6 Mark II tracking chưa được ok lắm. Nhất là ở trong những cái vị trí nào, ví dụ như là ở trong một cái bãi xe rất là nhiều xe, xong rồi có người, nhiều chủ thể thì nó tracking vẫn chưa được ok. Và những cái lúc như vậy thì mình thấy rằng là chiếc màn hình cảm ứng này nó lại tỏ ra là hữu ích hơn. Có những nhiếp ảnh gia và nhà quay phim nói rằng đây không chỉ là một chiếc máy ảnh hay là một chiếc máy quay phim, mà nó là sự kết hợp của cả hai thứ đó. Và nếu như bạn lựa chọn R6 Mark II thì bạn có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. R6 Mark II có khả năng quay 4K 60p, 10 bit 422 ngay trong máy và không bị crop như một số hãng khác. Tương tự như R8 thì R6 Mark II cũng được trang bị Cinelock 3 để lưu lại tối đa chất lượng thông tin hình ảnh, đặc biệt là khi quay ở những cái điều kiện có độ tương phản cao. Thêm vào đó thì R6 Mark II có thể quay được RAW lên đến 6K 60p
và ProRes RAW thông qua Atom Mode Ninja về. Bọn mình dự định sẽ giữ lại chiếc R6 Mark II này thay vì chiếc R8 và cũng thay thế luôn cho chiếc Sony A7C mà đang sử dụng để thử xem là với quảng cáo thì hiện tại Canon đã có thể quay tốt hơn Sony hay chưa. Và các bạn trong team của mình thì cũng khá thích chiếc máy này. Dĩ nhiên là nó hơn hẳn chiếc R cũ của chúng mình rồi. Mặc dù đi cùng với một con lens cũng không phải là quá xịn sò nhưng mà trải nghiệm mà nó đem lại thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Và sau khi xem hết video này thì bạn đánh giá thế nào về Canon EOS R6 Mark II? Hãy để lại comment cho chúng mình biết phải nhé.